Rồi này cận Tết quá rồi nó lên cho anh em con chim kìa. Này về anh em gái nha anh em. Con này con bỏ nổi. Có con chú nuôi lâu rồi. Nuôi được 3 4 năm có. Mà không có đi đánh lần nào cho anh em. Con này chim ghin á. Con nuôi không bỏ trong mát, không có phơi nắng hạ thổ rồi chứ. Lông chim hơi đen, hơi sống chim chút. Nhưng mà con này đảm bảo thí dụ anh em nào chăm phơi nắng rồi này kia thì lông nó sáng lại. Bỏ phế quá. Em nào mà cần thì em về nghe gái kiện hay làm gì đó làm.